Chào mừng tất cả các em đã đến với trang web lời giải 2.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập trong bài học số 1, lịch sử là gì trong chương đầu tiên của phần lịch sử, đó là chương vì sao phải học lịch sử. Câu hỏi đầu tiên cũng chính là câu hỏi mở đầu cho bài học của chúng ta ngày hôm nay. Câu hỏi mở đầu nằm trong trang sách số 5, sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 6 của bộ sách cánh diều. Câu hỏi mở đầu có nội dung như sau. Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Một câu thơ rất nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong tác phẩm Lịch sử nước ta của người. Vậy thì câu hỏi của chúng ta ngày hôm nay đó là em hãy cho biết ý nghĩa của hai câu thơ trên. Cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi này nhé. Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Câu thơ này bác muốn nhắn nhủ đến chúng ta, đến thế hệ học sinh nói riêng và với toàn thể dân tộc Việt Nam nói chung, đó chính là chúng ta phải học, phải biết tường tận cụ thể về gốc tích nước nhà, bởi khi học lịch sử, chúng ta sẽ biết được lịch sử của loài người, biết được cha ông ta đã xây dựng, đã gìn giữ đất nước như thế nào, để từ ấy chúng ta sẽ luôn có tinh thần yêu nước, có tinh thần tự tôn dân tộc, tự hào với những chiến công ông cha ta đã để lại. Và chúng ta sẽ biết tiếp thu, giữ gìn những truyền thống tốt đẹp, góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước sau này. Vậy là cô và các em đã cùng nhau hoàn thành trả lời câu hỏi mở đầu trong bài học số 1, trang sách số 5, sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 6 rồi. Các em hãy truy cập vào trang web lời giải 2.com để xem chi tiết các bài giảng tiếp theo nhé. Chúc các em học tập thật tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!